Xin chào các bạn đến với kênh Thiên Nghi. Rồi buổi sáng mình đã quay khối 7 và khối 8. Thì bây giờ buổi chiều mình sẽ quay tiếp là khối 6 và khối 9. Đây, mời các bạn cùng theo dõi nha. Rồi, thầy chào Ngân nha. Rồi, bức tranh của Ngân vẽ rất là đẹp nha. Bức tranh Ngân vẽ bức tranh này tặng cho ai vậy Ngân? Dạ, tặng cho thầy chủ nhiệm của em. Thầy chủ nhiệm tên gì? Dạ, tên Luân. Đẹp vậy. Rồi, gửi tặng cho thầy Luân nha. Rồi bên đây là 67 bạn quý hả? Thầy Lưng luôn. Dạ. Rồi, hai đứa là lớp 67 của thầy Lưng. Thầy Lưng chắc vui lắm đây. Rồi quanh đây nha. Rồi xin chào bạn Nghi trước đây. Hello, chào mấy rồi. Chào. Rồi bức tranh của bạn Nghi. Rồi Nghi nêu ý nghĩa bức tranh này Nghi. Dạ, em vẽ để tặng cô Như Hoa. Rồi, cô Như Hoa. Rồi bức tranh này có ý nghĩa gì? Đây nè. Để tri ân thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam hơn. Rồi cảm ơn Nhi nha. Rồi bức tranh của Hằng đâu? Dạ. Rồi. Đây, bức tranh của Hằng lên đi. Rồi Hằng cho biết ý nghĩa của bức tranh nha Hằng. Dạ em vẽ tặng cho thầy Hưng dạy bộ môn tiếng Anh. Thầy Hưng dạy bộ môn tiếng Anh. Rồi em gửi lời chúc gì với thầy Hưng? Rồi cảm ơn em á, thay mặt thầy cũng cảm ơn em rất là nhiều. Rồi Nhi, bức tranh của con đâu? Dạ đây. Rồi bức tranh của con em vẽ để em tặng cô giáo chủ nhiệm của em tên Vân chờ. Rồi cô Vân á. Rồi thay mặt cô Vân cảm ơn em á. Dạ. Rồi chào Nguyên á. Dạ, và nhân ngày 21 thì em muốn vẽ bức tranh này để nói lời tri ân thầy cô, như là những cái người đi đò đưa học sinh xây bến bờ tri thức và những cái hành trang trong cuộc sống. Rồi. Rồi em vẽ bức tranh này gửi tặng cho giáo viên nào? Dạ cô Lan. Rồi cô Lan nha. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Hello, chào em. Đây là ý nghĩa của một bức tranh về cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô. Em cảm ơn cô nào? Dạ em cảm ơn cô Tiết, chủ nhiệm lớp 63. Rồi. Rồi hãy thay mặt cô Tiết cảm ơn em nha. Dạ. Rồi bên bạn Thư Kỳ. Hello Kỳ. Rồi bức tranh của Kỳ rất là đẹp nha. Dạ. Rồi Kỳ vẽ bức tranh này có ý nghĩa gì Kỳ? Dạ em tặng cho cô Tiết. Cô Tiết luôn ha. Cô Tiết quá hạnh phúc rồi. Được hai bức tranh luôn. Rồi em có chúc cô Tiết gì không? Đem qua mũi. Nhân ngày 20 tháng 11 em chúc cô Tiết thì sao? Nhân ngày 20 tháng 11 em chúc cô Tiết có nhiều học trò ngoan. Nhiều học trò ngoan hiền, đúng không? Giống như em. Rồi, vậy thầy cảm ơn nha. Rồi. Rồi, xin chào em. Rồi, em có thể nêu ý nghĩa bức tranh không? Dạ thầy, ý nghĩa bức tranh là một học sinh tặng cho cô giáo chủ nhiệm lớp 6A8. Rồi, cô tên gì em? Dạ cô tên cái này là cô Thoa. Cô Thoa ha. Thôi dạy toán. Rồi cảm ơn em nha. Rồi bạn Duyên. Chào mừng một ngày dành cho các thầy cô giáo trong trường. Em chúc cô Rắn và các thầy cô giáo trong trường một năm dạy học thật vui vẻ. Rồi cảm ơn em nha. Thay mặt giáo viên của trường cũng cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi xin chào Vi. Em là toàn tặng cho một cô giáo cũ ở trong trường tiểu học. Cô tên gì em? Cô tên Mai Lý. Cô Mai Lý, gửi tặng cho cô Mai Lý. Cô Mai Lý dạy ở trường nào em? Trường A Núi Sam. Trường A Núi Sam. Dạ. Rồi, chắc cô Mai Lý có nghe được cô Mai Lý cũng rất là vui ha. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, chào em. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam là em vẽ tặng cho cô chủ nhiệm em là cô Hoa. Rồi, cô Như Hoa ha. Dạ. Rồi, chào cô mấy ơi. Dạ, dạ. Thay mặt cô, cảm ơn em nha. Rồi, rồi xin chào Thạch nha. Rồi bạn Thạch vẽ bức tranh rất là đẹp. Giờ con có thể nêu cái ý nghĩa của bức tranh không? Dạ là cái này là các em học sinh tặng quà cho thầy cô vào ngày 20 tháng 11 vì biết ơn thầy cô đã dạy dỗ mình nên người. Rồi giỏi. Rồi nhân dịp này con gửi bức tranh này gửi tặng cho giáo viên nào? Dạ là cô dạy em hồi tiểu học. Đó cô tên gì em? Dạ cô tên Trang. Cô Trang là dạy ở trường nào em? Dạ trường Mạc Đỉnh Chi. Rồi gửi tặng cho cô Trang ở trường Mạc Đỉnh Chi nha. Rồi thầy cũng thay mặt cô cảm ơn em nha.
bạn Nguyễn Văn Thạch lớp 6A6 gửi tặng bức tranh cho cô Trang nhà trường Mạc Đỉnh Chi. Rồi thầy chào Nhật nha. Dạ. Rồi bức tranh của Nhật rất là đẹp nha. Dạ. Rồi Nhật vẽ bức tranh có ý nghĩa gì Nhật? Dạ ý nghĩa là về cho 20/11 để tặng cho cô. Ừ. Cô mình là cô tên gì em? Dạ cô Hạnh. Cô Hạnh giáo viên dạy môn gì? Dạ môn toán. À giáo viên dạy toán của trường chuyên gia môn. Dạ. Rồi thầy thay mặt cô cảm ơn em nha. Dạ. Rồi chào em. Hello bạn Hoàng Kim. Chào. Rồi Hoàng Kim 69 nha. Rồi con có thể nêu ý nghĩa bức tranh không? Dạ em muốn dành tặng bức tranh này cho cô giáo của mình. Rồi cô giáo tên gì em? Dạ cô Như Hoa. Cô Như Hoa. Cô Như Hoa ha. Dạ. Như Hoa rất là hạnh phúc nha. Rồi thay mặt cô cảm ơn em nha. Dạ. Rồi cảm ơn em.